xin chào tất cả những anh em đam mê RC. Thì đây là một cái kênh RC Việt Nam mình đã lập cũng khá lâu rồi. Nhưng mà trước đấy thì mình toàn là review về xe, rồi xe chơi các thứ như thế nào, quay kiểu ngẫu hứng mà, vì thích đam mê thì quay thôi. Và ngoài ra mình có một cái kênh nữa là kênh E3S, thì chuyên là sản xuất những video rất là chất lượng về xe, dòng xe scale này, xem nó chạy trong các cái môi trường thực tế như thế nào và các cái vẻ đẹp bề ngoài body của những chiếc xe này. Trước kia thì mình rất là ngại lên sóng, lên trước ống kính này, vì mình không có năng khiếu về chuyện nói năng lắm. Nhiều anh em cũng rất là mong muốn là mình lên trực tiếp để nói về những chiếc xe này, review cho anh em về những chiếc xe này, chia sẻ những kinh nghiệm. Nhiều người mới chơi thì không biết là xe này mua ở đâu, xe này về sẽ phải sửa chữa như thế nào, nếu có vấn đề gì, cách chơi như thế nào. Nhiều người thì cũng mới chơi, đâm ra là cũng rất là hoang mang về cái chuyện đấy. Hai nữa là không có biết được cái đồng bọn chơi ở đâu để mà đến tham gia. Đấy, thì mình cũng lên đây mình sẽ chia sẻ hết tất cả những vấn đề đấy. Thì buổi hôm nay là buổi đầu tiên, thì chắc là xin phép mọi người cho mình nói những cái chuyện nó hơi chung chung một tí, nó không vào vấn đề cụ thể nào. Thì chơi cái ngày đầu tiên chơi thì mình rất thích chơi tốc độ. Nhưng mà chơi một thời gian bắt đầu cũng chán. Về loanh quanh luẩn quẩn nó cũng chỉ thế thôi. Bề ngoài thì cũng độ đạt, thì độ đẽo nó cũng đến một mức độ nó sẽ bị hạn chế. Sau đó chạy thì chỉ chạy nguyên một tốc độ nhanh thôi, không bò được, không đi chậm được. Muốn đi kiểu nhẹ nhàng sửa kêu là không đi được. Riêng cái dòng đấy tốc độ bàn thờ rồi. Vào phát là đạp ga phóng túi bụi, bụi mù hết cả lên là sướng. Đấy, bay nhảy thứ hết. Ông nào chịu khó luyện tay lái có thể chạy vừa tốc độ cao, chạy đúng trách, thế là chuẩn bài. Nhưng mà sau rồi mình chơi mình cũng cảm thấy mình cũng không hợp lắm, chơi cũng rất là nhanh chán, có thể là không có hội để chơi. Sau khi đó thì mình mới tìm hiểu ra Hà Nội có một đội chơi rớp, đó là họ Hot ORC, mà hiện tại bây giờ cái nhóm đấy là đang rất phát triển ở Hà Nội, rất đông thành viên. Mình một trong những admin. Thế thì đó là cái nhóm HRC, thì anh em là muốn tìm hiểu thêm thì hãy vào nhóm. Dù ở Hà Nội thứ thì cứ tham gia đi, không cần có xe đâu các bạn, cứ nghĩ là có phải có xe mới đến được nhóm thì chơi. Các bạn chỉ cần có thể là đến tìm hiểu, cho mình lái thử tí xem, ngắm nghía thứ xem có khoái không, có xác định là đổi một con Uay tàu lấy một con RC không, bởi vì một con này nó đắt, có khi đắt hơn là một con quay tàu ấy. Còn những con này nó giá nó rơi dao động từ 8 đến 14 triệu là các bạn mua về có thể là chơi được luôn. Nhưng mà phải vẫn phải thêm pin, thêm sạc các thứ thì mới chơi được nhá. Tổng số là các bạn cứ phải ngót nghét là cũng phải thủ cho mình 15 triệu các bạn mới có thể chơi được một con xe nó tử tế ra hồn. Nếu mà mua cũng có con nó rẻ hơn nhưng mà chơi nó rất là nhanh hỏng và nhanh chán với cái việc là cái khi các bạn ra bãi rồi anh em nó chơi lên một cái level cao rồi, ra nhìn thấy xe của mình nó không được bằng những xe của anh em, rất nhanh chán. Xe của anh em nó tinh xảo rồi chuyển động mọi thứ nó êm ái, leo trèo tốt mà có ngã văng thứ rồi nó phi mầm nó không bị sao cả. Đấy là cái mà mình phải chia sẻ thật. Còn thực sự đam mê mà không có điều kiện, ok cứ chơi hàng bình thường đi, rẻ tiền đi, 4-5 triệu cũng có mà, có những cái loại đấy. Thì hãy đầu tư một con để mình thỏa mãn cái đam mê, sau đó khi mình có điều kiện mình sẽ chơi hàng xịn, không vấn đề gì cả. Đấy là tùy thuộc vào cái túi tiền của anh em. Nhưng mà nếu mà có điều kiện thì mình vẫn khuyên anh em là chơi những cái hàng nó tử tế một chút. Bởi vì các bạn mới chơi ấy, thì cái việc mà xe nó hỏng rồi nó hỏng hóc các thứ các bạn sẽ không biết phải sửa như nào. Nên mua một cái con mà nó tương đối tốt để về chơi mà nó đỡ bị sửa chữa xong rồi dần dần làm quen, rồi làm quen xe tháo ra biết cái bộ phận này như thế nào, nó hỏng thì mình có thể sửa được như thế này như thế này, thì lúc đấy thì nó đỡ bị mất cái thời gian. Chứ mua một con xe vừa mua về chơi chưa chơi kịp chơi mấy đã bị hỏng rồi thì nó rất là thất vọng và rất là chán, có thể là bỏ cuộc chơi ngay. Hôm nay mình đến lên đây để chia sẻ về cái dòng RC Scale. RC là Radio Control, thì ai cũng biết cái điều đó, nó là cái loại mà điều khiển bằng bằng sóng radio từ xa, gọi là điều khiển từ xa. Nhiều khi từ khóa trên YouTube các bạn hay có câu điều khiển từ xa, sau đó lại có xe mô hình điều khiển từ xa, thì nó là
Tiếng Anh gọi RC scale, Việt Nam mình sẽ đọc lộn lại là xe mô hình điều khiển từ xa. Scale thì nó có rất nhiều loại tỷ lệ khác nhau. Thường ấy thì nó sẽ làm cái dòng scale 1/6 này, 1/8 này, 1/10 này, 1/12, 1/14 này. Đó là những cái dòng mà người ta hay hay sản xuất nhất. Và bây giờ trên thế giới có mấy ông rất là cao thủ chơi, mấy ông ấy toàn mấy ông già thôi, chơi cái dòng scale 1/8 7 rất bé, bé xíu luôn. Đây, nó nhỏ như thế này này. Đấy. Rất bé luôn. Anh em thấy không? Siêu bé luôn. Coi như là cái thằng người 1/10 này là nó cầm khiển, nó điều khiển con xe này rồi, đúng không? Đấy, chú chơi này rất vui, rất thú vị. Nhiều anh em nó ở trên thế giới nó chơi cái trò này, nó còn gọi là thu nhỏ luôn cả một cái thế giới của nó lại. Ví dụ như thằng này cầm khiển điều xe, điều khiển một con xe giống như là cái con xe này chả đó, nó như thế, và mô phỏng lại một cái người giống như bản thân người ta để thành một cái phòng nhỏ nữa đó, tỷ lệ 1/10, và con xe này cũng thế, thu nhỏ lại. Đấy, nó cái thú chơi RC scale này nó không ngoài cái việc điều khiển này từ xa mà nó còn cho phép chúng ta có thể chơi về mô hình được. Mô hình thì chúng ta thỏa sức sáng tạo. Chúng ta có thể ví dụ như một con xe nguyên bản như này, chúng ta có thể độ đẽo lại kiểu một cái kiểu khác, thích sơn theo màu ý muốn của chúng ta mà không phải theo hãng người ta áp đặt. Hoặc là chúng ta có thể chơi một cách rất là ngông cuồng, không bị người đời chửi rủa đi ngoài đường, đúng không? Vì có thể sơn chiếc xe này thành màu xanh lá cây hoặc là màu tím hoặc màu hồng ấy, tùy chúng ta. Và chúng ta có thể cắt ben, cắt thùng, cắt đủ thứ luôn, muốn làm gì làm. Đấy là cái cực kỳ thích. Hôm nay thì mình sẽ cũng có một cái con xe mẫu ở đây để giới thiệu qua cho anh em một chút về phía bên trong xe. Đấy, để anh em có thể mường tượng được. Xe này đang ở trong tỷ lệ 1/10, mà tỷ lệ 1/10 là một cái tỷ lệ phổ biến nhất hiện tại bây giờ. Để chơi cái này ấy, thì chúng ta cũng cần hiểu sơ qua một chút về cái xe này, nó sẽ cơ cấu nó như thế nào, hoạt động nó làm sao, có gì đặc biệt, có gì hay ho hấp dẫn thì bây giờ mình sẽ nói. Đầu tiên đây là một cái chiếc khiển, thì trông rất là giống đồ chơi trẻ con, đúng không? Nhìn về cái cơ cấu thì nó cũng không khác cái đồ chơi trẻ con, nhưng mà nó khác đấy các bạn ạ. Trẻ con không chơi được cái này đâu. Ok, nó cũng thể chịu được lăn lộn này nọ các kiểu, nhưng đâm vào tường ấy, rơi lăn lộn vài bữa là tàn. Mà không biết lái cứ vặn ghì vô lăng như này, cứ ghì bên này như này, ba bữa cháy con servo. Xe của người lớn ấy nó sẽ khác xe của trẻ con là như này này, nó có độ tuyến tính, nó có thể phóng nhanh phóng chậm tùy vào cái mong muốn, mấy cả cái việc mình điều cái ga này, tiến lùi theo cái mong muốn của chúng ta. Cái việc đánh lái này cũng thế thôi, nhẹ nhàng hay là nhanh hay là chậm, nó cũng theo một cái tuyến nhất định mà chúng ta điều khiển nó. Còn xe trẻ con, một là lái một phát là đánh lái luôn, sang bên kia luôn, hết cỡ luôn. Mà tiến thì cũng tuyến tính thôi, chỉ có một chế độ thôi, chạy cứ băm 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 chứ không chạy nhanh hay chạy chậm theo ý muốn chúng ta được. Thì đấy, nó là khác nhau ở cái điểm đó các bạn ạ. Xe RC này chúng ta có thể nâng cấp một cách rất là thoải mái luôn, giống như một chiếc xe thật. Đây, ví dụ như là chiếc xe đây được gọi là một cái kit của Transat TRX4, một trong những cái kit bây giờ rất nổi tiếng, và ai mới chơi chơi cái kit này là hiệu quả nhất này. Nó đầy đủ luôn. Đây, ví dụ nó có hai cấp số. Đó. Và đây là khóa V-side. Sơ bộ về cái xe. Đây là nó sẽ phân ra body riêng và kit riêng. Đây tôi tháo ra cho các bạn thấy. Chiếc xe này thì nó cũng chưa đồ đạc độ gì nhiều. Để một chiếc xe nó hoàn hảo thì có bật đèn này, xi nhan này, còi này, các kiểu luôn. Đây là cái phía bên trong của chiếc xe, thì nó có cầu, hai cầu, bộ thụt, rồi là bộ điện, các bộ điện, hệ thống điện, servo lái. Đấy, đầy đủ như một chiếc xe thật. Chẳng qua là nó chỉ chạy bằng pin mà thôi, chạy bằng điện mà thôi. Còn xe thật của chúng ta sẽ chạy bằng xăng, bằng dầu. Và một số các cái cơ cấu nó sẽ giảm bớt đi so với xe thật, để lược bỏ bớt đi, để chơi người chơi nó sẽ nhàn hơn, nó không bị phức tạp hóa vấn đề. Xe càng phức tạp chơi càng mệt chứ không phải sung sướng. Thì các bạn ạ, làm sao khi mà người ta chơi thì người ta cũng mô phỏng ở một cái tương đối thôi, chứ còn mà để phức tạp như một chiếc xe thật thì thôi, ta chơi xe thật luôn cho nhanh, chứ chơi xe này thì còn thú gì nữa. Để mà giải trí đi sửa nó rất là mệt.
Thì đương nhiên ai cũng muốn chơi cái này thì cũng muốn sao xe mình nó sẽ giống thật nhất. Ok, đồng ý. Giống thật ở mức độ nào đấy thôi. Chứ còn mà giống thật quá là sẽ mệt đấy. Đấy, không báu bờ gì đâu. Đấy, như những chiếc xe này nội thất bên trong nó cũng sẽ lược bỏ đi rất là nhiều. Không cần quá cầu kỳ phức tạp. Hôm sau mình sẽ có một cái bài review về những chiếc xe nó phức tạp hơn những chiếc xe này. Đấy, hôm nay thì đó chỉ là những chiếc xe đơn giản như thế này thôi để các bạn hình dung như thế. Bây giờ mình sẽ lắp quả pin vào để chạy thử cho các bạn xem nhá.